Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2020 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Tin phân tích. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài từ virus Vũ Hán đến virus Cộng sản do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Người dân Việt Nam đã rất cảnh giác và năng động trong nỗ lực ngăn chặn virus corona Vũ Hán Trung Quốc nhưng lại quên rằng virus Cộng sản mới là thảm họa của nhân loại. Bệnh viêm phổi Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc xảy ra vào tháng 12 năm 2019 nhưng Trung Hoa đã không báo động đỏ cho đến khi Vũ Hán phải đóng cửa ngày 23 tháng Giêng 2020. Đến đầu tháng 2 năm 2020, dịch Vũ Hán đã làm chết trên 900 người, trong số hơn 23.000 người nhiễm bệnh ở tỉnh Hồ Bắc. Có lối 160 người mắc bệnh tại 26 nước trên thế giới do lây nhiễm trực tiếp ở Vũ Hán hoặc do tiếp xúc với người có bệnh từ Vũ Hán nhập cảnh. Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận có người thứ 10 nhiễm bệnh sau khi trở về từ Vũ Hán, nhưng chưa có ai tử vong. Riêng tại Nha Trang, số người bị cách ly là 268 người vì nghi nhiễm vi trùng từ cuộc tiếp xúc với khách du lịch người Hoa đến từ Vũ Hán. Nên nhớ, 17 năm trước, giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, bệnh dịch xa, tức là Severe Acute Respiratory Syndrome, xuất phát từ miền Nam Trung Hoa cũng đã gây cho 5.300 người mắc bệnh và 349 người chết. Tổng số người mắc bệnh xa tại 17 nước trên thế giới là 8.422, gây tử vong hơn 900 người. Tại Việt Nam, xa chính thức xâm nhập ngày 26 tháng 2 năm 2003, với bệnh nhân đầu tiên là ông Johnny Chen-Chen. Nhập viện tại Bệnh viện Việt Pháp với những triệu chứng số cao, ho khang và đau cơ. Trước khi tới Hà Nội, doanh nhân này đã qua Hồng Kông, Trung Quốc. Ngày 8 tháng 4 năm 2003, Việt Nam không xuất hiện bệnh nhân xa mới, nhưng cũng đã có 63 người mắc, trong đó có 5 người chết. Bệnh ung thư, ngoài những bệnh dịch bất thường, bệnh ung thư cũng đã giết ngót 8.000 người mỗi năm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, theo báo cáo của WHO, là World Health Organization, số người mắc bệnh ung thư đã tăng lên mỗi năm từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010. Năm 2018, số ca mắc mới tăng lên gần 165.000 ca trên 96,5 triệu dân, trong đó gần 70% trường hợp tử vong, tương đương với 115 ca, theo Vietnamnet ngày 24 tháng 9 năm 2018. Báo cáo viết tiếp, nhìn tổng quan trên bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ mắc của người Việt Nam không cao, tuy nhiên tỷ lệ tử vong tương đối lớn, xếp vị 56 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ với tỷ lệ là 104,4 trên 100.000 dân. Vào năm 2016, tỷ lệ tử vong của Việt Nam ở mức 110 trên 100.000 dân. Tính dung cả hai thế giới, 5 loại ung thư có tỷ lệ mắc nhiều nhất tại Việt Nam gồm ung thư gan hơn 25.000 ca, 15,4%, kế đó là ung thư phổi 14,4%, ung thư dạ dày 10,6%, ung thư vú, ung thư đại tràng. Năm loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới Việt gồm ung thư phổi 21,5%, ung thư gan 18,4%, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư hậu họng. Ở nữ giới hàng đầu vẫn là ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư gan. Ô nhiễm chất độc Bên cạnh ung thư, người dân Việt Nam còn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí trong nước và nạn chất độc hóa học trong thực phẩm xuất phát từ Trung Hoa. Theo một báo cáo của Tổ chức Hòa Bình Xanh, tức Greenpeace, được Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, tức là Green ID, thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, gọi tắt là VUSDA, công bố hồi tháng 3 năm 2019, thì Hà Nội đứng thứ hai, còn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 15 về mức độ ô nhiễm không khí ở khu vực Đông Nam Á, theo báo Thanh Niên ngày 8 tháng 4 năm 2019. Mặc dù Việt Nam không đồng ý với báo cáo này, nhưng Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã thừa nhận tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và đặc biệt tại một số thời điểm diễn biến rất phức tạp tại Hà Nội thì các thống số đo đạt được từ các trạm quan trắc cho thấy số bụi PM 2,5 vượt ngưỡng an toàn theo quy chuẩn của Việt Nam, đặc biệt là trong 3 tháng đầu năm 2019. Báo Thanh Niên còn cho biết, theo nguồn từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và chuẩn ô nhiễm không khí của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì riêng quý 1 của năm nay, và quý 3 của năm 2018. Số ngày vượt khí vững chuẩn an toàn của Hà Nội đã lên tới 120 ngày. Cụ thể báo cáo chất lượng không khí quý 1 của 2019 do Green ID tổng hợp và phân tích cho thấy có đến 91% số ngày trong 3 tháng đầu năm mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội vượt tiêu chuẩn cho phép của WHO báo cáo quý 3 có 2018 cho biết thêm. Nồng độ PM2.5 trung bình tính theo ngày 30,5 microgram trên mét khối, thấp hơn quy chuẩn quốc gia và chỉ có 1 ngày nồng độ PM2.5 vượt quy chuẩn quốc gia, nhưng nếu so với hướng dẫn của WHO thì quý 3 2018 Hà Nội đã có 41 ngày nồng độ PM 2.5 vượt giới hạn 25 microgram cho một mét khối. Vì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không quan tâm đến bảo vệ môi trường, trong khi tìm cách để đạt kế hoạch phát triển kinh tế bằng mọi giá nên người dân đã gánh hết hậu quả. 100 triệu nhân nạn nhân Cộng sản từ 10 đến 50.000 người dân vô tội đã bị giết oan trong 3 năm cải cách ruộng đất năm 1953 cho tới năm 1956 ở miền Bắc đến khoảng 5.000 người bị quân Cộng sản hành quyết khi họ tấn công vào Huế dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Ngoài ra, còn có từ 2 đến 4 triệu người Việt Nam bị thiệt mạng trong 30 năm chiến tranh 1945-1975, trong đó tàn bạo nhất là cuộc xâm lâm Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1960 do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động theo lệnh của Nga Tàu. Vì vậy, mà một đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản đã được dựng lên ở thủ đô Hoa Tịnh Đốn ngày 12 tháng 6 năm 2007, có mục đích để lịch sử về sự tàn bạo của Cộng sản sẽ được dạy cho các thế hệ tương lai và được ghi nhận là để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản trong buổi lễ khánh thành tổng thống George W. Bush đã nêu ẩn danh của những người từng là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản họ gồm có các nạn nhân yukana bị chết đói trong nạn đói vĩ đại dưới thời Stalin hoặc những người nga bị giết trong các cuộc thanh trừng của Stalin những người litva latvia và estonia bị quăng lên xe chở trâu bò và đầy khổ sai trong các trại tử thần vùng giá rét có chủ nghĩa cộng sản xô viết họ bao gồm những người trung hoa bị giết chết trong đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa những người campuchia bị tàn sát trong những cánh đồng chết của pol pot những người đông đức bị bắn chết trong lúc cố trèo qua bức tường berlin để tìm tự do những người ba lan bị tàn sát tại rừng katyn và những người ethiopia bị tàn sát trong cuộc khủng bố đỏ những người da đỏ mosquito đã giết chết bởi chế độ độc tài sandinista ở nicaragua và những người cuba việt nam bị chết chìm trong lúc vượt thoát bảo quyền tổng thống bush cũng nói thủ đô hoa kỳ chưa từng có đại tưởng niệm nào cho nạn nhân của chế độ cộng sản và trước sự hiện diện của những người nam cũng như nữ đã đấu tranh cưỡng lại cái ác và tiếp tay đưa đến sự sụp đổ của chế độ, chế quốc Cộng sản. Tôi hãnh diện nhận lấy đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản thay mặt cho nhân dân Hoa Kỳ. Như vậy, nếu dịch virus Vũ Hán đang là nỗi lo âu hàng đầu ở Việt Nam, thì người dân Việt Nam cũng nên nhớ chủ nghĩa Cộng sản và đảng Cộng sản Việt Nam còn nguy hiểm gấp ngàn lần hơn với tiền độ tổ quốc. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Năm anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Quý vị có thể được khai thuế miễn phí. Các thiện nguyên viên đã được sở IRS chứng nhận và có thể giúp quý vị nhận được tiền đóng thuế được hoàn trả lại và giúp xác định quý vị có hội đủ điều kiện để nhận tiền phụ trợ liên bang. Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 56.000 đô la trong năm 2019, quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí này. Có nhiều địa điểm phục vụ dịch vụ này ở phía Bắc Virginia. Xin hãy xem thông tin tìm địa chỉ khai thuế ở gần chỗ quý vị. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị hãy truy cập vào trang mạng www.nvacash.org.